Thưa quý vị, nếu Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với sự tham gia của cả Nhật Bản và Việt Nam thành công, cả hai nước sẽ đứng trước những cơ hội lớn trong việc mở rộng hợp tác kinh tế và giao thương. Vậy thì doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng những gì trước sự kiện này? Chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với đại diện Hiệp hội Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Thưa ông, kỳ vọng của các doanh nghiệp Nhật Bản và thị trường Việt Nam như thế nào trong bối cảnh cả hai nước có thể sẽ cùng tham gia vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP? Nhật Bản và Việt Nam là đối tác chiến lược của nhau. Chúng tôi rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là một hiệp định khu vực tầm cỡ và sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho Việt Nam, nhất là trong ngành dệt may. Việt Nam sẽ có cơ hội xuất khẩu nhiều hơn vì sẽ có nhiều ưu đãi hơn so với các nước không tham gia hiệp định. Nhưng đương nhiên, Việt Nam cũng phải mở cửa thị trường cho các công ty nước ngoài và phải chấp nhận cạnh tranh công bằng với những công ty có tiềm lực lớn ở nước ngoài. Thưa ông, vậy thì kỳ vọng của doanh nghiệp Nhật Bản là gì? Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ, nền kinh tế của các bạn ngày càng phát triển, GDP tăng, nhiều người vươn đến giai cấp trung lưu hoặc giàu lên. Chính vì vậy, chúng tôi nhắm đến Việt Nam không phải chỉ như một nơi để đặt các dây chuyền sản xuất, mà còn là một thị trường tiềm năng đối với các hàng hóa cao cấp Nhật Bản. Theo ông thì những lĩnh vực nào mà doanh nghiệp hai nước sẽ hợp tác nhiều nhất trong tương lai? Tôi nghĩ đó là ngành sản xuất. Các công ty Việt Nam hiểu rõ tình hình thị trường trong nước về các thủ tục hành chính, tính cách người lao động, v.v. Trong khi đó, doanh nghiệp Nhật Bản lại có thể đem đến kỹ thuật cao để sản xuất những hàng hóa có chất lượng. Tôi nghĩ tiềm năng hợp tác của hai bên là rất lớn. Với tư cách là một doanh nhân nước ngoài, ông thấy Việt Nam có những điểm mạnh và điểm yếu gì khi gia nhập vào những sân chơi lớn như là TPP? Là một nhà đầu tư nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, tôi thường xuyên phải đối mặt, nếu như không muốn nói là hàng ngày, với nhiều rắc rối, chẳng hạn như là cơ sở hạ tầng, các thủ tục hành chính. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu vì nền kinh tế của các bạn còn non trẻ. Điều quan trọng là chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh. Bản thân chúng tôi cũng đã góp ý với chính phủ của các bạn. Tôi tin là trong tương lai, khi Việt Nam gia nhập những sân chơi lớn hơn và nhiều công ty nước ngoài đến đây hơn, thì họ sẽ thấy môi trường đầu tư được cải thiện và tìm thấy nhiều cơ hội kinh doanh tại đây. Ông thấy Việt Nam có những thay đổi gì nổi bật trong những năm gần đây? Năm đến 10 năm trở lại đây, cơ sở hạ tầng của Việt Nam đã phát triển hơn, nguồn cung cấp điện cũng vậy, ít bị cúp điện hơn, hệ thống giao thông cũng đã được nâng cấp. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Tôi nghĩ cần phải có nhiều thay đổi hơn trong các lĩnh vực nói trên thì Việt Nam sẽ trở nên thu hút hơn đối với các nhà đầu tư. Tôi kỳ vọng vào Việt Nam nhiều hơn trong 5 đến 10 năm tới. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi.